Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Nghèo tập 22. Xong rồi. Ok. Có chuyện gì à? Không có. Em tìm mãi không thấy anh ở đâu, nên em ghé qua có một cái thôi. Rõ ràng là ở chung một phòng, nhưng sao tới lượt mình lại khác biệt dữ vậy? À đúng rồi, anh Thẩm, em chụp hình cho hai anh nhé. Hai anh nấu ăn trong kiểu này em cảm thấy fan có thể sẽ thích. Được, cứ chụp đi. Hai anh đứng cạnh nhau trông đẹp phết. Lát nữa anh Thẩm mặc áo khoác vào nha. Chúng ta ra ngoài sân chụp thêm vài tấm. Ok ok. Bầu không khí rất ấm áp. Đương nhiên ấm áp rồi. Cậu vợ nhỏ đáng yêu như thế này mà. Chắc chắn phải ấm áp rồi. Cha hiền con hiếu, có thể không ấm áp sao? Anh Thẩm, em gửi ảnh cho anh nha. Ừ. Tấm này được đấy. Tấm này thì biểu cảm của Diệp Thần hơi đơ. Tấm này có thể cắt Diệp Thần ra. Hả? Mặt em đơ à? Tấm nào mặt em giống me me? Xùi. Dạ. Anh Thẩm ngại quá ạ. Là Diệp Thần ngại, chứ anh Thẩm không ngại đâu. À dạ. Chọc em chơi thôi. Em tạo dáng ổn lắm. Anh chuyển tiếp hình qua cho em. Em chọn vài tấm để đăng lên Weibo nhé. Sao cách anh Thẩm chọc ghẹo mình kỳ kỳ vậy ta? Em chọn xong rồi. Anh Thẩm đăng lên Weibo đi. Em đi xem nồi gà hầm hạt dẻ. Chắc là chín rồi ạ. Đăng Weibo không cần gấp. Anh đi với em. Mình chỉ là một công cụ hình người mà thôi. Biết rõ tính cách của anh Thẩm như thế nào. Chật chật. Bảo sao anh Thẩm cứ lạ lạ. Anh Thẩm nhà mình chấm cậu trai nhà người ta rồi. Đang giở trò lưu manh đây mà. Ngon lắm. Bình thường em hay nấu ăn à? Dạ. Hồi 17 tuổi em đã bắt đầu sống một mình. Nếu có thời gian thì sẽ tự nấu một ngày ba bữa. Chứ đồ ăn mua ngoài vừa dầu mỡ vừa mặn chát. 17 tuổi à? Hey, cậu làm xong chưa? Nhanh lên coi. Xong rồi, xong rồi. Năm ấy, vì để đuổi theo mình, em ấy đã cố chấp tiến vào giới giải trí. Sau khi cãi nhau với người nhà thì không nơi nương tựa, buổi sáng phải làm cu li trong đoàn phim. Sao bị khét rồi? Buổi tối em ấy thui thủi về nhà, còn phải tự học cách nấu ăn, tự rửa chén, tự làm tất cả mọi chuyện. Anh Thẩm, ngày mai em lại tiến thêm được một bước nè. Khi chịu oan ức, cảm thấy vất vả, em ấy cũng âm thầm tự nhắc nhở chính mình, cổ vũ bản thân. Trong những năm tháng một thân một mình đó, Thẩm Mật Phong đã trở thành ánh sáng ấm áp của cậu ấy, viết bởi siêu thoại của Thẩm Mật Phong. Vẻ mặt của anh Thẩm trông lạ lạ. Chẳng lẽ thiết lập giả fan của mình bị lộ rồi? Anh Thẩm, anh bị sao thế?
Anh không sao. Nếu anh Thẩm đã không ý kiến gì, vậy thì mình không cần diễn thêm nhỉ? Nói hoàng nói xiên thôi mà đã như thế này rồi, còn nói dối thêm một mớ nữa. Lỡ như một ngày nào đó mình bị nghiệp quật thì chắc là mình phải đền mạng cho anh Thẩm luôn quá. Vở kịch nhỏ. Thẩm Mặc Phong, tôi tới điền vào chỗ trống nè. Tôi và cậu vợ nhỏ, đúng không? Cuộc sống nơi thôn quê của tôi và bé Bi thần thần cục cưng nhà tôi. Cười chết. Đây là câu cho điểm. Còn điền được gì ngoài từ cậu vợ nhỏ chứ? Mọi người hiểu tôi ghê. Mấy cô shipper này suy diễn ghê thiệt. Mấy cô không hiểu tình cảm giữa tôi và anh Thẩm đâu.